chào tất cả các bạn. Hiện tại là mình đang có mặt tại siêu thị Big C của Thái Lan. Thì siêu thị Big C này nằm ở ngay tại trung tâm của Bangkok luôn các bạn. Thì hôm nay thì mình muốn dẫn cho các bạn xem, thì xem coi siêu thị Big C Việt Nam và siêu thị Big C Thái Lan có gì giống và khác nhau không nha. Thì ok, xin mời các bạn theo chân mình. Ở trong đây thì bắt buộc trong đây thì bắt buộc là phải đeo khẩu trang 100%, cho nên là mình trong quá trình mình quay thì mình cũng đeo khẩu trang nha các bạn. Ở trên quầy đầu tiên thì có bán là các loại vật dụng của cho gia đình. Đó thì các bạn thấy nè, trong bên trong đây là bán vật dụng kem, kem dưỡng da đồ, thì các đồ gia dụng cho gia đình đồ thôi, với lại để dành dưỡng da đó các bạn. À thì mình đang đứng tại cái quầy mua phụ kiện điện thoại để mà mua cái đồ đọc thẻ để mà chép thẻ nhớ, từ điện thẻ nhớ qua để mà đăng video cho các bạn xem. Thì đi thì chắc ở khách sạn thì bỏ quên ở khách sạn rồi, mất luôn rồi. Giờ phải mua cái mới nha các bạn. Đang đứng đây đợi anh này lấy. Ông kia cũng nói come back again. Ok. You are not Thailand? No. Where are you from? Myanmar. Myanmar. Only pan thai. You have it? I don't have pan thai. Like this one? Yeah, this only a pan thai, brother. They got one some adapter. Put memory card and you can put pan thai here. Okay, can you try for me? Sure. Okay. Try for me. I have a SD card here. Okay. Wait a minute. This is mine. You try it. You try it. But you have to buy a pen drive. Pen drive. Pen drive. You have me. No. Just. Except it is. It is a symbol. Symbol. That symbol. You don't have. Okay. Out of stock. Do you know where I can buy? Central Wall. Central Wall. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Hết rồi. Qua bên kia mua cái kêu chỉ qua Central Wall mua. Ok, thank you. Một màu này. Trên lầu trên mình vừa mới lên thì cái quầy gian hàng quần áo nam. Đó thì các bạn thấy nè, đồ bên Thái Lan mình cảm giác là chắc phải chất lượng hơn đồ Việt Nam mình nhiều các bạn. Giải nó dày lắm. Phải dày lắm. Ở trên đây chậu thơm thế nào ta? Cái nào? Yes. Rồi, cái này giống con nít.
trong hài quá. 8.500 bạc đúng không? Đây 8.500 bạc. 8.500 bạc mắc gì ta? Trong đây nó không có kính giống như dạng như mình coi của bữa hổm em đưa. Không có mấy kính loại ấy vuông nữa. Này dạng dạng như vậy nè. Cái này cũng đẹp nè. Trong đây thì cũng như Việt Nam mình thôi. Cũng 7.000 mấy, 7.500 bạc thì cũng tương đương tới 4 triệu mấy đúng không? 4 triệu mấy 5 triệu một cái gọng kính. Đây là cái quầy gian hàng dép Thái nè. Thì các bạn thấy là dép Thái là nổi tiếng nhất rồi đó. Đó thì mấy người Việt Nam mình hay qua bên đây là buôn hàng Thái về bán nè. Còn giờ hàng Việt Nam kia dép Thái là không phải là dép Thái thiệt đâu. Ở đây là dép Thái nè. Em có mua dép Thái không? Nó mua dép Lào mà. Ồ, dép này cũng 300 mấy chục bạc anh nè. Đây thì cái tầng của lầu đồ ăn các bạn cũng giống như ở Việt Nam mình đây, thì bán lẩu Thái nè, food bar, công viên đồ ăn, cũng bán nước cà phê giống như ở Big C Việt Nam mình thôi, không có điều là cái diện tích khu thương mại ở đây thì rộng hơn nhiều. Đây đồ giá sale, đồ này cũng như đồ Việt Nam mình thôi, bình thường, không có gì đẹp á, hàng này giống như hàng chợ rồi, đồ trong kia chỗ hồi nãy quay mới đẹp. Bên ngoài bán hàng này có cái hiệu Skechers là cũng là bán giày thì cũng nổi tiếng này các bạn, ở Ion và Big C Việt Nam cũng có. Thì đây là cái quầy bán kính cũng hàng hiệu Percy, Tom Ford. Ở Big C thì cũng có bán vàng nữa các bạn. Việt Nam có bán vàng, còn Big C là Thái Lan cũng bán vàng nữa nè. Ở Thái Lan thì ta mua lần 4 chỉ không ạ các bạn. Tính bằng bát. Có nghĩa là một lần người ta mua không có một chỉ như mình, người ta mua một lần là phải 4 chỉ thì mới bán được. Ở đây có mấy cái hình Phật đây nè, Phật bốn mặt đây nè, đeo trên người. Mua vàng là phải gom một đống tiền nhiều mới mua được, chứ không phải là mua một chỉ là người ta bán đâu. Vàng thì mình thấy mẫu mã không có đẹp bằng Việt Nam mình. Không có đẹp bằng Việt Nam mình, nhưng mà thấy là đây là vàng 24K không à. Vàng Thái Lan là vàng 24K không à. Vàng là vàng 24, không có vàng 18. Đúng không? Nè.
Giang khe luôn. Thái Lan là chơi vàng khè luôn, không có chơi vàng 18. Đó, cái đèn, cái đường này là cái quầy làng tiệm vàng ở trong Thái Lan. Thái Lan là chơi đeo vàng, là chơi đeo là vàng khè vậy đó các bạn. Da đen không mà đeo vàng vàng khè. Mình là chơi kiểu mẫu mã đồ nhiều. Việt Nam mình thì đeo hai đeo vàng 18, đeo đây chơi đeo vàng 24K không. Vàng cưới không à. Bởi vậy mà. Bởi vậy mua lần 4 chỉ chứ mua 1 chỉ đeo nó mềm nó gãy luôn á. Ở tầng bên đây thì bán kẹo bánh đồ. Yes. Dầu đây hả? À. Đây là dầu mình đang cần mua dầu này. Đúng không? Dầu này đúng không? Dầu mà này là có phải có cái cây lăn lăn á. Sao lăn bát. Ở đây thì các bạn thấy nè, bán giày sale nè, 40 bạc một đôi, hai đôi thì 60 bạc, vậy là bớt được 20 bạc. À, màu này các bạn không biết là cái hiệu gì, hiệu Breaker, hiệu gì mình không biết. Nói chung là đồ Thái cũng rẻ lắm các bạn, thì không có, cũng chất lượng lắm, không có đến nổi đâu. Đồ Thái nhưng mà thật sự có một điều là người Việt mình qua đây nhiều lắm. Người Việt mình qua đây toàn là săn đồ của Thái Lan về Việt Nam bán không à. Mà bán thì nếu mà mua giá ở đây về bán giá trên trời không. Toàn là giá cao không. Không biết sao nãy giờ mình vô đây thì mình gặp người Việt rất là nhiều luôn. Mình đi siêu thị Bixi mà cứ tưởng như là đi siêu thị Bixi Việt Nam vậy đó. Tưởng là đang ở Việt Nam không á. Vô đây gặp người Việt nhiều lắm các bạn. À, khi mà đi siêu thị Bixi thì mình cảm nhận là đồ trong đây cũng giống như đồ siêu thị Bixi Việt Nam mình thôi. Nhưng có điều là đồ Thái nó cũng có hàng nhập của Mỹ đồ nữa các bạn. Nhưng mà giá thành thì sẽ rất là rẻ, không có mắc. Có ghi giá đàng hoàng nè. Đó, thì mình đang đứng cái quầy bán đồ như là kem dưỡng da gì. Đó, thì tầng đầu tiên là bán những cái đồ quần áo, tầng thứ hai là bán ba cái đồ vật dụng trong gia đình, và tầng thứ ba là bán đồ ăn giống như là KFC rồi uống nước rồi Lotte rồi ăn gà rán của Việt Nam mình vậy đó. Thì cũng review cho các bạn coi là ở đây người Việt qua rất là nhiều nha, nãy gặp người Việt Nam không. Bây giờ thì mình lên trên lầu mình ăn thử, kiếm gì ăn thử coi cái mùi vị trong đồ ăn trong siêu thị Bixi của Thái Lan nó có giống hay là khác gì với Việt Nam không. Tính lên là kiếm mì với lẩu Thái đồ ăn thử. Ở trong siêu thị cái điều đặc biệt là ở đây người ta có thẻ ATM, thùng thẻ ATM để cho mình rút tiền không à. Nhưng mà không biết là rút được tiền đô không hay là chỉ rút được tiền Thái Lan thôi. Như ở đây người ta cũng đổi tiền nè. Thì mình vừa lên chỗ quầy thức ăn này các bạn, thì mình định ăn món này. Món này là 60 bạc. Mì Thái các bạn. Đó.
đó đây các loại có món ăn ở Thái này. À, hủ tiếu bò viên. À, đây là hủ tiếu nè, thấy người Thái Lan là đặc biệt, người ta thích ăn hủ tiếu lắm nha. Là ngày nào cũng ăn hủ tiếu cũng được, ăn hai cơm cũng được. Sáng trưa chiều ngày mai đi làm về ngủ dậy ăn tiếp. À, người đặc biệt là người Thái Lan như vậy á. Với người Việt Nam mình ăn cơm thì ăn cơm hoài, người Thái Lan ăn hủ tiếu không à. Don't have no popo. Yeah. Chà đào đâu? Trà sữa, cameraman trà sữa các bạn. Đây là gỏi chè vậy. Đây thì vừa mình vừa kêu một dĩa mì xào của Thái Lan ra đây các bạn. Đó, dĩa này có giá là 60 baht. 60 baht là 36 ngàn tiền Việt Nam mình á. Chứ là một ly trà lít tông chanh có giá 20 baht. 20 baht này thì tính ra tiền Việt Nam là 14 ngàn, không rẻ lắm, đồ Thái Lan rẻ thiệt, không nhận rẻ thiệt, đúng mà đúng là chất lượng luôn các bạn. Một dĩa mì mà 35 ngàn, có tôm nè, có thịt nè, có đủ thứ hết nè, tôm nè, nói chung là ok đó. Việt Nam mà cái ly này 20 ngàn, đồ này chắc 50, tự ngon. Đồ Thái Lan rẻ thiệt, chất lượng. Hơi chua. Chua quá. Để mở cái bít lên. Đó thì các bạn thấy nè. Nói chung là đồ ở đây nó chua, nó cay lắm các bạn. Chua quá. Chua quá. Thái Lan ăn cay chua thiệt á. Đúng Thái luôn á. Chua quá. Thế không mà mình cho cameraman ăn. Chua quá. Chua mà cay nữa. Không ngon bằng hảo hảo của mình các bạn. Tính ra mì gói Việt Nam mà ngon nhất. Mì này chua quá chua, còn cay nữa. Thôi gán ăn cho hết. Cứ bỏ uổng mang tội bạn đi đất nước Thái Lan tâm linh bỏ đồ được. Không dám bỏ đồ. Ok mình ăn cái.